Rồi, chúng ta lại tiếp tục nhá. Thì ở trong cái video trước của chúng ta thì chúng ta đã gọi là tạo tiết các thứ rồi. Bây giờ video này chúng ta sẽ quay trở lại. Chờ mình chỉnh cái mic phát đã. Alo. Rồi, thì rõ ràng là chúng ta thấy rằng là nếu mà bây giờ nhá, chúng ta mà đây mình sẽ ở đây. Bạn thấy rằng là cái mình sẽ Ctrl C cái đã nhá. Sau đó mình chọn giết. Đấy. Tự nhiên lại đeo tai nghe làm cái mẹ thì không biết nữa. Rồi, cả lấy đây. Thì ra các bạn thấy là nếu mà bây giờ giả dụ như sau này chúng ta như mình đã nói đấy, ở video trước cuối video trước mình đã nói là nếu mà bây giờ một cái dự án chúng ta chắc chắn chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái file. Ví dụ như bây giờ chúng ta sẽ có header, footer để những cái file về việc xử lý bên việc đổ dữ liệu đúng nhá, cũng như việc xử lý data. Đấy. Thì như vậy rõ ràng là chứng tỏ là nếu mà như vậy mà chúng ta mà không sử dụng các cái folder để mà chứa bọn nó để mà phân cấp thì nó sẽ làm cho cái code này chúng ta sẽ trở nên rối rắm hơn, thà rằng là chúng ta làm bình thường theo cần hay hơn là việc của chúng ta sử dụng framework đúng không nhỉ. Đấy. Thế nên là việc chắc chắn là framework nó sẽ hỗ trợ chúng ta về cái việc này. Thì đúng như mà mình nói đấy là ở trong cái Discord này này của chúng ta thì mình nhớ là có một cái bạn đó là trong thành viên đó là cũng bị mắc cái lỗi này. Mình tất nhiên là mình cũng không thể chắc được là có phải là mắc cái lỗi này không, bởi vì chỉ có qua hai bức ảnh nên là mình chưa chắc nhá. Mình chưa chắc, thế nên là mình sẽ phải đây cái đoạn này này. Thì cái đoạn này nó có một cái lỗi nó ghi là đây cannot find module. Thì mình nghĩ đây là một trong những cái lỗi mà có nghĩa là bạn ấy đã gọi là re-writer cái component này bị sai, có nghĩa là đưa cái đường link bị sai. Đấy. Thì đây là một trong những cái vấn đề về cái việc đó là chúng ta nên sử dụng struct folder nó tốt hơn. Thì đây mình kiểm tra cái cấu trúc của bạn rõ ràng là đúng. Đấy, thế nên là mình cũng không chắc chắn đấy có phải là lỗi bạn ấy nhập sai không, nên là cũng chưa chưa biết được nhá. Đấy. Nhưng chung là khi mà chúng ta làm gì một cái dự án mà nhiều chúng ta phải chia phân cấp ra. Đấy thì thường thì rõ ràng là những cái nào nó thuộc component của chúng ta sẽ cho nó vào trong folder component thôi, như vậy sẽ dễ hơn. Thì đây mình cố tình mình tạo ra những cái file này rồi nhá. Mình đã tạo ra file header này, footer, server details rồi nhá. Đấy. Thì nếu mà như bình thường này chưa có gì thì khi mà chạy ra ngoài ấy, thì nó sẽ ra được cái list như này, server status, server 1, server 2, server 5. Đó, cho đến bằng này thử đúng không? Đấy. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra nội dung từng file một chúng ta hiểu trước đã nhá. Đấy, thì rõ ràng là bây giờ file phải phải app thì không có gì này. File app của chúng ta thì nó chỉ có một cái div gọi là div element root element đấy, grab container đấy. Sau đó chúng ta sẽ có một cái app header chính là cái này này. Đấy, cái app header của chúng ta chính là status, còn footer của chúng ta chính là cái manage here. Còn server detail của chúng ta thì chúng ta sẽ tạo ra một cái server detail như này. Đấy. Thì ở đây nó sử dụng cái bootstrap, thế nhưng mà mình chưa đưa cái link bootstrap vào. Đấy. Server tiếp theo là server đây, có cái đoạn đây li này thì các bạn đây các bạn xóa ra này, nếu nó bị bôi đỏ đấy thì các bạn cũng cứ để cho nó lấy lại. Đấy rồi. Đấy các bạn để chuyên ngược lại. Lấy là cái bình thường cái đoạn này của nó này thì nó ghi nó báo lỗi đấy là element này nó expect to have a byte key, có nghĩa là sẽ sử dụng byte cái dữ liệu. Nhưng ở đây chúng ta chỉ là kiểu như là lập thôi, thế nên là không cần byte cái dữ liệu nào cả, thế nên là chúng ta không nhất thiết là phải 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 sửa lại đâu nhá. Thế nên là cái đoạn này các bạn thấy nó tô đỏ thì cũng không ý nghĩa gì cả, nó vẫn lập được thôi nhá, nên không phải lo vấn đề đấy đâu. Rồi. Tiếp nữa server detail chúng ta thì nó rồi nhỉ. Main của chúng ta, main thì không có gì cả, chúng ta chưa import cái gì. Đấy, tạm thời ở trong file app của mình thôi. File app mình đã import bốn cái file này. Thì tưởng chúng ta thì rõ ràng là chúng ta sẽ cho nó vào trong một cái folder là component đúng không? Thế nên ở đây src mình sẽ tạo một cái folder tên là folder component. Component. À, ok. Như vậy, nếu các bạn nào mà sử dụng cái Visual Code ấy thì cái icon này này, các bạn cài đặt cái gói package là để mình xem nào, mình quên mất cái tên gói package rồi. Mình sẽ làm một cái video để nói về những cái package mà cần cài ở trong cái việc chúng ta sử dụng. Không nhớ chính xác nhỉ. Mình nhớ nó có từ là icon mà. Đây, VS icon thì nó sẽ tự nhận dạng được và cái comment này sẽ nó có cái biểu tượng như này này. Các bạn viết sai nó sẽ không ra được đâu. Rồi thì bây giờ mình sẽ đưa vào thôi. Bây giờ những cái nào liên quan đến comment này.
Như vậy chúng ta sẽ có thằng footer này, thằng header này, thằng server này và thằng server detail nha. Bây giờ mình cầm mình ném nó vào trong thằng component. Đấy, move. Thì như vậy bây giờ nếu mà bây giờ chúng ta chạy nó sẽ báo lỗi chắc chắn luôn, đúng nhá, bởi vì là rõ ràng lúc mà chúng ta import nó vào ấy thì chúng ta đã đưa nó một cái đường link để là không có component. Thế nên là khi mà chạy chắc chắn nó sẽ báo lỗi. Đấy, thấy chạy lâu lâu này là thấy rồi. Đây cũng nhờ. Đây, nó chính là cái lỗi đây. Các bạn thấy nhỉ, module not found. Nó giống y hệt cái lỗi mà của cái bạn kia, đúng nhá. Như vậy chứng tỏ rõ ràng là chúng ta đã sai cái việc đó là import. Thì rõ ràng chúng ta vừa đưa vào folder components, thế nên chúng ta sẽ phải làm công việc đó là chúng ta thay đổi đường dẫn này là component. Rồi, copy rồi. Đấy, các bạn chỉ cần copy các bạn đúng cái là nó nhận thôi nhá. Thật sự thì các cái ngôn ngữ ấy, thì thường thì các bạn mà là import ấy, thì mình cũng một số những cái nó sẽ hỗ trợ việc các bạn không cần phải ghi đuôi của tên file đâu. Thế nhưng cái thói quen của mình đó là khi mình làm một cái đấy mình cứ ghi đầy đủ đuôi ra. Kể cả nó hỗ trợ là kẻ không ghi đuôi được thì mình vẫn cứ ghi đuôi. Như vậy cho nó dễ chúng ta khi mà tiếp cận một ngôn ngữ đấy chúng ta không nhầm nhá. Đấy. Và chúng ta chọn add lại. Và bây giờ mình đã ra ngoài trình duyệt. Đấy, reload lại thì như vậy là tất nhiên nó tự reload rồi. Thì đấy, thì như vậy chúng ta đã đúng nha. Đấy. Thì đấy, thì cứ như là sau này khi mà các bạn muốn cho nó vào trong một cái folder ở đấy ấy, thì hoàn toàn các bạn làm như thế này luôn, nó không có một cái gì khó khăn cả. Ví dụ sau này thường thì sẽ có hai cái folder. Folder đầu tiên là làm cái công việc để chúng ta xử lý vấn đề bên server. Đấy, như vậy thì rõ ràng ở đây mình sẽ tạo thêm một cái folder tên là server. Và một cái folder nữa. Folder này sẽ làm nhiệm vụ đấy là nó chứa những cái file mà dùng chung. Đấy, thì thường thì trong này nó sẽ đặt nó là share. Đấy. Đấy, ví dụ thằng footer và thằng header này là những cái thằng dùng chung của trang web đúng không nhỉ? Thế nên mình sẽ cho nó vào trong thằng share. Còn cái thằng server detail và server liên quan đến việc xử lý server thì mình sẽ cho nó vào trong cái folder server. Đấy. Thì nếu mà đến như lúc này khi mình mà chạy cái trình duyệt thêm là mình làm một cái gì đấy chắc chắn nó sẽ báo lỗi. Nó bảo là nó không thể nào mà build fail này. Đấy, không có một cái file directory nào ở trong cái component server nữa. Đấy, đây các bạn ra ngoài nhìn này. Đấy, module build fail đúng nhá. Đấy, như vậy chứng tỏ là chúng ta đã chuyển nó vào rồi. Bây giờ khi mà chúng ta chuyển xong rồi thì chúng ta sẽ làm công việc đấy là chúng ta thay đổi đường dẫn thôi. Ví dụ thằng header này. Làm thì các bạn cứ comment nó vào. Nói chung là những cái người mới làm chúng ta comment nó vào cách nó ra như này này cho dễ nhá. Đấy, biết thằng này là dùng folder dùng chung đúng không? Thế nên sẽ là share. Đấy. Mới làm các bạn không cần phải quan tâm việc làm tốc độ đâu, các bạn mất kể cả 2 ngày các bạn làm xong một cái ứng dụng cũng được, đơn giản được. Miễn sao các bạn hiểu từng bước một, sau này các bạn làm gì cũng dễ nhá. Tiếp theo là thằng kia là liên quan server đúng không? Thế nên nó sẽ nằm trong cái folder là server có s. Chúng ta cài nhân C lại. Đấy, rồi ok, ta cài chỗ nét lại. Đấy, thì như vậy là cái của chúng ta đã load lại bình thường. Đấy, thì cái thực ra cái resizer cho một cái component mình nghĩ nó rất là đơn giản nhá. Nó không có gì phức tạp đâu. Thực ra thì chúng ta cứ làm càng nhiều file này thì các bạn càng chia mình thành bậc nhỏ cũng được. Và có một cái điều nữa nhá, đấy là các bạn chia thành rất nhiều các folder cũng được nhá, không phải chỉ đơn giản một hai folder đâu. Đây là hai folder mà gần như là dự án nào cũng có, bởi vì cái xe này chắc chắn là ảo. Dự án nào cũng có rồi, gần như là header, footer gần như là các dự án dùng chung mà, đúng không nhỉ? Đấy, thế nên là chắc chắn sẽ có. Còn bạn nào mà các bạn nào sử dụng, các bạn để quan tâm ở đây này, nó có một cái nó ghi là require v4 key. Này cái đoạn là trong cái file mà mình sử dụng đây này nên là báo lỗi chứ không có gì đâu nhá. Đấy. Rồi. Điều nghĩa là video này chốt lại chúng ta nhớ cái gì? Cái đầu tiên chúng ta đấy là cái việc mà chúng ta import vào ấy thì nó cũng chỉ là cái việc mà chúng ta import cái vị trí file của chúng ta từ cái file mà chúng ta muốn import mà thôi. Nhà ví dụ chúng ta ở app mà chúng ta muốn import cái file server thì chúng ta chỉ cần điền cái link từ app vào trong server mà thôi, đúng không nha? Nó cũng chả khó khăn gì cả. Các bạn tạo có cả nghìn folder được, miễn làm sao các bạn chỉ đúng các bước để vào 1.000 folder đấy thôi nhá. Đấy.
Rồi, còn cái việc mà nó sẽ gồm những cái folder nào ở trong một cái dự án thật thì mình nghĩ là cái đấy thì các bạn đi đi làm thì bạn nó sẽ hình dung cho bạn nhiều hơn, chứ còn mỗi một cái lập trình viên người ta sẽ có một cái kiểu tạo folder khác nhau đúng không nhỉ? Thậm chí ví dụ các bạn làm ở những công ty người ta sẽ quy định đấy, thế nên là kể cả ví dụ ở đây mình có đưa ra đi chăng nữa ấy, thì khi mà các bạn vào các bạn lại gặp một cái mới, thế nên là mình không muốn nó phải đẩy cái gì đó mà của mình vào cho mọi người. Nói chung là tốt nhất mọi người cứ để nó là một trang giấy trắng ở phần folder đi, lúc nào cần thì chúng ta tạo, không cần thì thôi nhá, đấy kiểu kiểu thế. Rồi thì do để mọi người có một cái phần sâu sâu hơn một chút nữa về cái việc import này, để sau này các bạn import sẽ đỡ sai, cũng như các bạn sử dụng component cho nó gọi là really ấy, gọi là clearly rõ ràng ấy, thì mình sẽ video sau chúng ta sẽ nói về cái cách đó là sử dụng cái name trong cái component nhá. Đây này, chúng ta sử dụng cái việc đây này, đâu rồi, đâu rồi, đây chúng ta import này xong này thì chúng ta sẽ đặt cho nó các cái component đây này. Đấy, các bạn thấy ở đây chúng ta thấy rằng là đây chúng ta có những cái này này, đấy, đúng nhá. Đấy, thì bây giờ video sau chúng ta sẽ nói đúng nhá, tại sao lại có những cái kiểu này. Đấy, rồi bây giờ mình dừng ở đây thôi nha.